Rồi chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em chú bác mình là hai cái sản phẩm quốc dân giá rẻ cho anh em mình về xài chơi ha. Làm xài chơi chứ xài thiệt chứ không phải xài chơi nha anh em. Thì nói chung hai ngày bán hàng thứ bảy chủ nhật thì hôm nay đầu tuần mình đã ship hàng cho anh em hết nha. Anh em chờ nhận nha. Thì hôm nay là có sản phẩm giá rẻ cho mình dùng. Thứ nhất là con Hurobot hút bụi xài một cell pin. Con này là có thể độ lên hai cell pin nha anh em. Cái này là mình phiên bản là mình đã độ pin lại rồi. Tại vì benzin nó sử dụng mấy cái cell hàng này của Việt Nam nha anh em, nó về nó khác cái lô này, nói chung nó không phải là về chung với lô hàng siêu thị nha. Hàng này kiểu như hàng xuất đi đâu anh em, sử dụng một cell. Cái này mình cái benzin nó đâu, nó full thùng luôn. Cái benzin nó nè, nó sử dụng cell 3 viên 2A pin sạc á, nó nằm ở góc này nè. Đó. Nó là bằng cái cánh quạt cánh nhôm luôn nha anh em. Anh em biết sử dụng một cái motor mà mình đang bán cho anh em 20.000 á, là motor 380 á. Cái này anh em nào mua về á thì mình bán chưa có thay pin nha, tại pin này lưu kho nó kiểu như nó tèo rồi, nó còn là phải nạp lại. Mình về mình anh nói chung là anh em về làm rất dễ luôn, mình cắt một số chi tiết thừa nằm cho viên pin nằm đây. Có thể nằm cho nó hai viên pin nó nằm trên nằm dưới được luôn, có thể mình độ lên 7.2V được luôn. 7.2V là mình hút nó rất là mạnh luôn nha. Bây giờ mình bán cho anh em con này là 160.000 là chưa kèm theo thay pin nha anh em. Anh em về tự thay pin. Chung là một cell pin anh em thay là cực kỳ dễ luôn. Nó có mấy cái đầu hút kèm theo luôn nha, hàng full mới. Hàng này anh em check ra là không có mua dưới 200.000 đâu, mình bao luôn. Có củ sạc luôn nè, có củ sạc luôn. Trong hàng này là hàng xuất Việt Nam, nó sản xuất đi sức đâu này, độ hoàn thiện khá là cao nè. Pin này là chưa đầy nha, pin này là còn mới có 3 quanh máy đó, chứ còn pin đầy là nó hút mạnh hơn nữa. Giá bán là 160.000 một cái nha anh em. Cái này là mình độ pin để thử cho anh em xem nha, chứ 160.000 anh em về làm pin lại nha. Ship 25.000 nha anh em, mua hai cái mình bao ship 25k. Trường bán mấy đồ giá rẻ này cho anh em xài, cho mình về khéo léo thì mình lên được hai xe pin chạy 7.2V là nó hút bà cố luôn, nó y như 12V luôn. Rồi tiếp theo hàng quốc dân hôm nay thì mình sẽ có hai sản phẩm này. Anh em biết nãy giờ cái này là cái dụng cụ hàng này hàng nhập khẩu nha, chứ không phải hàng đây đâu nha. Làm độ hoàn thiện rất là cao luôn. Anh em nhìn nè. Một cây bút cảm ứng nè, lao máy tính bảng, màn hình, nói chung là về màn hình LED, màn máy tính TV các kiểu điện thoại. Nè anh em biết cái ba ống này là ba cái ống này để nó chứa mình cái kiểu như chứa dung dịch nha. Ví dụ anh em muốn dùng cồn thì mình đổ cồn vào ha, mình dùng chất gì, tẩy rửa gì mình không biết, để mình lao cho nó sạch đó ha. Và đặc biệt là mấy cái này là nó có cái vòi phun nha anh em. Hồi nãy mình lấy cái vòi phun à, dạ. Nè cái vòi để vòi chứa nước á nè, đó chứa nước vô đây rồi xong cái mình lắp nó lại là mình dùng thôi, để ngay nó nha anh em. Quay qua nè, để giới thiệu xong mình sẽ test cho anh em xem ha. Có cái bút cao su nữa nè để cảm ứng á, để chúng mình test. Cái này cũng vậy, này nó cũng một lò nè, anh em nhìn nè, rất là tỉ mỉ nha anh em. Giá rất là rẻ thôi, bán cho anh em là một hai mẫu, mẫu này mẫu kia là 45.000 nè. Kiểu này, cái này là cái bản to nè. Kiểu cái này là cái bản to nữa, nó tháp dưới đây là cái nhung kiểu như dây, cái vật liệu mà để nó chiên để lau kính màn hình này nọ đó. Đó nhìn rất là sang luôn nè, nó để cho mình lau tất cả các máy tính bảng, màn hình TV, laptop, PC các kiểu hết nào, thấy chưa. Giờ này thằng nào nó cũng có cái kiểu như có cái, đây là kiểu như cái vòi bơm này nè, mình sạch y như thằng kia nè. Nè thấy chưa, trong đây nó có một số dung dịch nó còn sẵn. Và mình test thằng này nha anh em,
đây, ví dụ như là mình cố tình mình để cho nó dơ đi, y như mấy anh là bán điện thoại cầm miếng giấy lau lau vuốt vuốt, hay là một chế một miếng dung dịch để lau lên cho nó bóng màn hình này nọ đó. Nãy mình có lau thử rồi, nhìn nó hay lắm, hiệu quả ha. Mình xịt lên, xịt không cần nhiều đâu, đó mình chỉ cần một giọt thôi, mình lau đó, thấy không? Cái này kiểu như dụng cụ này để lau điện thoại nè, hoặc mình có thể lau mấy cái đồ lớn vẫn được ha, chứ không phải chỉ riêng điện thoại đâu. Cái này còn để mình mở màn hình lên để sử dụng cái cảm ứng coi. Họ đã làm gì em? Bọn họ đánh em không phải đồ chơi đâu nghe anh em, thấy không? Không phải đồ chơi đâu. Đó, mình sử dụng cái bút này bút cảm ứng cho điện thoại hay là lắp cái máy tính bảng các kiểu đều được hết nha. Đó, nè thấy không? Đó, ok, cái này được cái hay chỗ này nè. Giá rất là rẻ anh em. Bây giờ anh em mua mấy cái hàng Việt Nam ở đây thì mấy cái đồ lau dụng cụ này nó bán một chai xịt với cái một cái miếng giả lau đồ này nọ là nó cũng bán hết hơn 20.000 rồi. Này, cái này ví dụ mình lau cho những cái đồ to. Lau cái sạch liền. Đó, anh ta. Rồi giá bán cho anh em đó khá là rẻ luôn. Thì đó là 45.000. 45.000 hai cái, mỗi tức là hai mẫu anh em. Đó, mình bán 45k hai cái. Ôi bằng bát phở, anh em có thể về mình chung về mình đương nhiên bây giờ thời bây giờ nó nhà có mấy cái bụi nó rất là nhiều. Thường thường anh mấy anh điện thoại thì mình dễ lắm ha. Mấy anh thường hay dùng lấy cái áo mình vuốt vuốt lau lau tay, anh lấy khăn giấy lau lau thôi. Nhưng mà lâu lâu mình cũng xịt vệ sinh mấy cái camera. Ví dụ mình muốn vệ sinh cái camera của nó cho nó chụp cho nó sáng. Thứ nhất là cái camera nó hay bị dơ. Anh em đúng không? Lau cái này là không bao giờ có chuyện mà trầy camera được. Tại vì nó bằng giải mềm, giải nó kiểu như giải nhung vậy nè. Đó, là cực sáng luôn. Rồi giá bán 45.000 cặp nha anh em coi, thì có mua gì thì mua, được không thì mua cái này cũng được, mua cứ cặp 45.000 tính tới anh em mua 5 cặp mình sẽ bao ship ha. Mua 5 cặp chuyển khoản mình bao ship. Đó, cho anh em về mình cho con cho cháu hay là mình nhà mình dùng cũng được. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ nha. Rồi để bữa hai nữa mình mới lên mấy cái đồ gia dụng nữa nha anh em, tại mình phải xử lý nè, pin cho khách rất là nhiều cho nên mình không có thời gian để dành thời gian để sửa chữa pin làm pin mới cho khách máy hàng sale nữa anh em ơi. Chung là công việc mình nó cũng khá là bận rộn, thì có gì thời gian đó mình giao hàng chậm trễ anh em thông cảm ha. Rồi chúc anh em nào ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Bye bye.